Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đồng Hới dâng hương dỗ tổ Hùng Vương. Khai mạc lễ hội ẩm thực Quảng Bình. Công an thành phố Đồng Hới đảm bảo an ninh trật tự cho tuần văn hóa du lịch 2018. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hôm qua ngày 24 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã tổ chức dâng hương tại nhà truyền thống thành phố nhân dịp dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Dỗ tổ Hùng Vương hàng năm là ngày lễ truyền thống của người Việt nhằm mục đích tưởng nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Trước anh linh của tổ tiên của các bậc tiền liệt đã có công khai khẩn và tạo dựng quê hương và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới nguyện nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, trên diện một lòng ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sáng nay ngày 25 tháng 4 tại bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 đã chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia giải có 31 đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ đến từ 12 tỉnh thành phố ngành trên toàn quốc, trong đó có 16 đôi nữ và 15 đôi nam. Giải diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4. Đây là dịp để các vận động viên bóng chuyền bãi biển thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và nhằm động viên thúc đẩy phong trào bóng chuyền bãi biển trên toàn quốc ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 cũng là dịp để Quảng Bình giới thiệu quảng bá về văn hóa con người và du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, nhất là tiềm năng giá trị của du lịch biển. Tối qua ngày 24 tháng 4 tại bãi biển Nhật Lệ, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới tổ chức khai mạc lễ hội ẩm thực Quảng Bình năm 2018 với chủ đề Hương Nhật Lệ. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới và mở đầu cho mùa du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2018. Là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch hàng đầu tại Việt Nam, tỉnh Quảng Bình không chỉ là vương quốc hang động mà còn là một trong những điểm đến về du lịch rừng và biển được du khách trong nước và quốc tế rất yêu thích. Trong đó văn hóa ẩm thực, nhất là ẩm thực biển với nhiều món ngon nổi tiếng, nguồn thực phẩm tươi sạch dồi dào là đặc sản văn hóa độc đáo của Quảng Bình. So với mọi năm, lễ hội ẩm thực năm nay được tổ chức với quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 40 gian hàng đến từ các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, cùng cả đơn vị đến từ Chiang Mai, Nakhon Phanom, Thái Lan, Khăm Muồn, Lào. Đây được xem là hoạt động mang dấu ấn giữa văn hóa ẩm thực gắn với du lịch biển. Mỗi món ăn mang đến lễ hội không chỉ là sự kết hợp của tài năng và sự sáng tạo trong lao động của những đầu bếp, mà còn chứa đựng hương vị đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của mỗi vùng miền, địa phương cũng như cả quốc gia lân cận. Tôi mang đến ở đây là cái món ăn của truyền thống của Lào và Thái Lan, đặc biệt là những cái món như là tự nhiên như là lợn mồi hay là các cái thứ của bản Lào và Thái Lan. Mong muốn nhất là mình phải làm thế nào để mình mời tất cả mọi người ở Việt Nam nói riêng và đặc biệt là Lào và Thái Lan cũng như bạn bè quốc tế đến quê hương mình. Bởi vì quê hương mình là một quê hương biển rừng rất đẹp. Ngày hôm nay thì chị thưởng thức mấy món của Quảng Bình, đặc sản của Quảng Bình ở các miền như bánh đúc của Ba Đôn, rồi là ốc khé của Minh Hóa. Qua cái lễ hội ẩm thực này thì chị cũng mong muốn là tất cả mọi người tới Quảng Bình đều là được thưởng thức tất cả các món đặc sản của Quảng Bình. Đến với lễ hội ẩm thực Hương Nhật Lệ, du khách và bạn bè gần xa có dịp trải nghiệm sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Đồng Hới. Đồng thời, hiểu thêm về một thành phố biển trẻ trung năng động, đang nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan này là để chúng ta giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế đến với cái thế mạnh nhất của cái ẩm thực Quảng Bình, trước nay đã nổi tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải giới thiệu rõ để cho du khách trong nước và quốc tế được biết. Cách làm truyền thống trước đây là chúng ta chỉ có biết mở quán và chờ khách. Còn bây giờ là thông qua cả cái lễ hội này chúng ta giới thiệu cả cái cơ sở của mình, nó có những cái mặt hàng nào nổi bật. Và trong đó chúng ta cứ đi cả cái gian hàng, chúng ta thấy họ làm cả cái tờ rơi, rồi cả cái card visit để giới thiệu về cái vị trí, địa điểm
rồi họ có những món gì để du khách người ta tự liên hệ và người ta tự đặt hàng. Đấy, đó là nhân dân chúng ta thấy rằng là đây là tính chuyên nghiệp rất rõ. Đến với Đồng Hới trong những ngày này, du khách không chỉ được thưởng thức hương vị ẩm thực bên bờ biển Nhật Lệ, mà còn được thưởng thức cả chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật độc đáo sôi động với những điểm nhấn hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt và ấn tượng. Lễ hội ẩm thực Quảng Bình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2018. Một số gian hàng sẽ kéo dài đến hết mùa du lịch năm nay. Chiều qua ngày 24 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ hội đường phố Đồng Hới năm 2018. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới. Lễ hội đường phố năm nay quy tụ gần 1.000 diễn viên quyên và không quyên tham gia, trong đó có hơn 30 hoa hậu, siêu mẫu và cả nghệ sĩ nổi tiếng. Đoàn diễu hành sẽ đi qua 4 tuyến phố chính ở thành phố Đồng Hới, gồm Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Du và Quách Xuân Kỳ. Đặc biệt năm nay chương trình có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức với nhiều tiết mục biểu diễn đa sắc màu như múa lân, múa dân gian, màn trình diễn áo dài truyền thống của nhà thiết kế Nhật Dũng và cả tiết mục khác. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tôn vinh những nét đẹp truyền thống của người dân Đồng Hới, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia giao lưu, hưởng thụ các giá trị văn hóa. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để quảng bá về du lịch Đồng Hới đến với du khách khi tới Quảng Bình. Lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 4. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới 2018 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu những đặc trưng văn hóa truyền thống của người Đồng Hới Quảng Bình, những thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các tiềm năng thế mạnh của thành phố và toàn tỉnh đối với du khách trong và ngoài nước. Để du khách khi đến với Đồng Hới được an toàn thân thiện, Công an thành phố Đồng Hới đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những buổi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nội thành như thế này được Công an thành phố Đồng Hới tổ chức thường xuyên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị trên các tuyến đường trung tâm của thành phố. Qua đó, nhằm đảm bảo an toàn thuận tiện cho người dân và du khách khi đi lại. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ tất cả các lực lượng, phương tiện cũng như là trang thiết bị nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xác định trong tuần văn hóa du lịch này. Các hoạt động đường phố sẽ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường cũng như là trật tự an toàn giao thông trên đường. Vì vậy, chúng tôi là tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát để xử lý nhắc nhở các hành vi vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đặc biệt năm nay, các hoạt động của Tuần văn hóa du lịch Đồng Hới được tổ chức vào dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975. 30 tháng 4 năm 2018, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. Vì thế, lượng khách du lịch và nhân dân đổ về thành phố tương đối đông. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an thành phố Đồng Hới đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội đến các điểm diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là các loại tội phạm như cướp giật, móc túi, trộm cắp. Là đội hình sự đã luôn chủ động phối hợp với các cái phòng ban nghiệp vụ cũng như là các cái đơn vị công an các huyện và các tỉnh lân cận để nắm bắt thông tin về các cái đối tượng thường xuyên hoạt động lưu động trên các cái tuyến, đặc biệt là vào các mùa du lịch tại có nhiều đối tượng là thường xuyên là đột nhập các cái khách sạn cũng như là lợi dụng sơ hở trong các cái hoạt động tham quan du lịch của khách du lịch để mà phạm tội. Vậy mà cái công tác này là chúng tôi là rất chủ động và đã thường xuyên trao đổi các cái thông tin này để mà kịp thời nắm bắt di biến động của các cái đối tượng nhằm có sự quản lý và răn đe kịp thời đối với các cái đối tượng này. Cùng với việc nắm chắc tình hình, gọi hỏi răn đe các đối tượng trên địa bàn, Công an thành phố đã ra soát theo dõi đối với các đối tượng hoạt động lưu động khi đến địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian, từ bảo quản tài sản, không vì sơ hở mà tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Ban chỉ huy công an thành phố đã quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tiếp xúc với nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cái truyền thống của lực lượng công an, chấp hành nghiêm điều lệnh, có thái độ văn hóa ứng xử đúng mực với nhân dân, với khách du lịch,
với mục tiêu cao nhất là tạo cái thiện cảm tốt đẹp cho người khách cũng như cán bộ nhân dân trên địa bàn khi đến du lịch, làm việc và sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới, tạo cái thiện cảm, tạo cái môi trường an toàn thuận lợi cho người dân cũng như khách du lịch đến trên địa bàn. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch để thu hút du khách đến với Đồng Hới Quảng Bình trong những ngày nghỉ lễ đã minh chứng cho việc hồi sinh của du lịch Quảng Bình. Lực lượng công an thành phố Đồng Hới cùng với các lực lượng chức năng khác đã và đang nỗ lực cố gắng để mang lại một mùa du lịch an toàn, thân thiện và ấn tượng cho du khách khi đến với Đồng Hới, từng bước xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch của cả nước. Nằm trong các hoạt động hưởng ngày sách Việt Nam, hôm qua ngày 24 tháng 4, Thư viện tỉnh Quảng Bình phối hợp với trại giam Đồng Sơn tổ chức ngày hội đọc sách và phát động cuộc thi Viết cảm nhận về sách cho phạm nhân năm 2018. Thư viện tỉnh đã trao hơn 250 đầu sách và hơn 100 đầu báo luân chuyển cho trại giam Đồng Sơn. Sách luân chuyển tập trung vào các chủ đề, chủ điểm mang nhiều nội dung phong phú trên cả lĩnh vực văn hóa xã hội, pháp luật, hướng nghiệp dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống, tiểu thuyết văn học. Được biết, đây là đợt thứ 3 Thư viện tỉnh luân chuyển sách cho trại giam Đồng Sơn. Thông qua các hoạt động trao đổi sách tại thư viện và phòng đọc sách của trại giam Đồng Sơn đã có hơn 1.200 đầu sách thuộc nhiều thể loại, góp phần tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Qua đó giúp phạm nhân có thêm động lực, phương hướng để phấn đấu trong thời gian cải tạo. Chiều qua ngày 24 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình phối hợp với chi nhánh Viettel Quảng Bình tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác thực hiện các hoạt động nhân đạo giai đoạn 2018-2021. Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền các hoạt động nhân đạo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc, vận động cán bộ công nhân viên tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào, các cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình và chi nhánh Viettel Quảng Bình phát động, phối hợp vận động nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo như xây dựng nhà chữ thập đỏ, nhà đồng đội, tham gia cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ cho các hoàn cảnh kém may mắn trong chuyên mục truyền hình kết nối yêu thương, tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Hai bên phối hợp tổ chức tôn vinh, khen thưởng cả cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo. Chương trình phối hợp dựa trên nguyên tắc phối hợp tự nguyện, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhân đạo. Tối qua ngày 24 tháng 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đã tổ chức đêm nhạc liên hoan tiếng hát nhân đạo lần thứ 2 năm 2018 nhằm hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đêm nhạc, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đã trao tặng 18 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền trao tặng lần này do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài phường Bắc Lý quyên góp ủng hộ. Những món quà này là nguồn động viên đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 25 tháng 4, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 84 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 82 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông
đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.